bài Hey Soul Sister cho là sau khi nhảy rất là đẹp thì hết hơi, thực ra là nghe đến hát rap nhưng mà vẫn là đặc biệt, không ngừng đọc. Em chào Nghĩa. Vào Xuân Khảo em có thể hiện tiết mục quê nhà rất là tình cảm sâu lắng, thì Xuân Khảo em lại gây cho mọi người một sự bất ngờ lớn là em chọn những giai điệu sôi động của hai bài hát tiếng Anh, một tiếng Anh và một tiếng Việt cũng rất là hay. Cá nhân anh thì anh thấy rằng là em là một giọng hát có nội lực và có tính chuyên nghiệp rất là cao, và hy vọng rằng là sau chương trình này thì sẽ còn thấy hình ảnh của em trên sân khấu Đại học Hà Nội nhiều hơn nữa. Anh nghĩ là em đã trình bày tốt tiết mục của em. Vâng, xin cảm ơn những xem chương trình thành của ban giám khảo và xin mời thí sinh. Hãy chuẩn bị nha.